có nên lấy cao răng. Phần tiếp theo, mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là liệu có nên lấy cao răng hay là không. Ui, không nên lấy cao răng đâu, lấy cao răng tốn tiền, tốn kém, lấy làm cái gì. Hay là có rất là nhiều người lại bảo là ui, lấy cao răng mất thời gian, đánh răng vệ sinh răng miệng ở nhà kỹ là được rồi, chẳng ảnh hưởng gì, đúng nào. Vậy thì chúng ta hãy cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Đừng quên ấn đăng ký kênh Nha Khoa Victoria để theo dõi những thông tin mới nhất về nha khoa nha. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Nha Khoa. Các bạn đã rõ câu hỏi là có nên lấy cao răng hay là không, thì ở những video lần trước mình đã giải thích việc là có nên lấy cao răng hay là không dưới cái khía cạnh là cái lợi ích của lấy cao răng hay là cái mặt hại của lấy cao răng, đánh đổi như thế nào, liệu có nên lấy cao răng hay là không. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng làm rõ vấn đề là mọi người đang ngại việc đi lấy cao răng vì sợ tốn tiền này, vì sợ mất thời gian này. Thì mọi người hãy comment cái ý kiến của mình xuống phía dưới nha. Đầu tiên chúng ta nói về giá đi lấy cao răng đi. Thông thường việc lấy cao răng về cái thời gian chúng ta lấy thì 1 năm 2 lần nhá. Chu kỳ lấy cao răng là khoảng 6 tháng một lần, nên 1 năm chúng ta chỉ cần 2 lần thôi. Và mỗi lần đi lấy cao răng thì tùy cơ sở nha khoa, tùy cái chương trình ưu đãi, chúng ta sẽ có mức giá khác nhau. Có thể là 50.000, có thể là 100.000 hoặc là 200.000, tùy vào cơ sở nha khoa nhá. Đấy là mình lưu ý. Hoặc là có những nơi là miễn phí nhá. Tùy vào cái chương trình ưu đãi hay là tùy vào cái bảng giá dịch vụ mà chúng có thể tham khảo. Còn ở Victoria trong tháng 10 này, tháng 10 2023 này, chúng ta đang được áp dụng giá là 10.000 đồng cho một lần lấy cao răng. Và lưu ý là nó toàn hàm nhá, không phải là một chiếc, không phải là hai chiếc, mà là toàn hàm, toàn bộ hàm răng của mình với giá là 10.000. Vậy thì việc e ngại về chi phí đi lấy cao răng đó là điều mà mình nghĩ là nó hơi thừa đó. So với việc là chúng ta bỏ ra, ví dụ là thông thường chúng ta có giá 100.000 cho một lần lấy cao răng đi, thì mỗi năm chúng ta 2 lần như thế, chúng ta bỏ ra 200.000 để đầu tư cho việc có một hơi thở thơm tho, một hàm răng chắc khỏe, thì mình nghĩ đó là một cái khoản đầu tư hết sức hợp lý. Nó không có gì gọi là lãng phí cả. Ngoài ra chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, bởi vì chúng ta tránh được cái tình trạng sâu răng hàn răng mất khoảng 200-500.000, bị điều trị tủy mất khoảng 1,5-3 triệu. Thậm chí là mất răng, nhổ răng mất 500.000, sau đó là chúng ta phải trồng răng lại mất thêm 10 triệu nữa, 15 triệu nữa. Vậy thì có tốn kém không nào? Như vậy chúng ta chỉ cần bỏ ra mức trung bình khoảng 100.000 cho một lần lấy cao răng mỗi năm 2 lần thôi, thì chúng ta đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền rồi. Còn chúng ta đang nói về cái vấn đề thứ hai, đó là mọi người e ngại việc lấy cao răng mất thời gian. Thì xin thưa là lấy cao răng không hề mất thời gian một chút nào. Chúng ta chỉ mất khoảng 20-30 phút cho một lần lấy cao răng. Đó, tùy vào cao răng nhiều hay ít thì cái thời gian có thể là nó nhiều hơn một chút. Nhưng mà so với việc là chúng ta 6 tháng mới đi lấy một lần, và mỗi lần chúng ta bỏ ra khoảng 30 phút như thế là hết sức xứng đáng. Đổi lại chúng ta có một hơi thở thật là thơm, thật là tự tin, thì có việc gì chúng ta ngại đâu ạ. Hơn nữa là chúng ta cũng sẽ phòng ngừa được rất là nhiều vấn đề nữa. Thì mình nghĩ đây cũng là một khoản đầu tư hết sức hợp lý luôn. Còn bạn thấy như thế nào có thể comment xuống bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh, nhớ bật thông báo để theo dõi video mới nhất từ Nha Khoa nhé.